Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Thành âm nữ nhân đột ngột vang lên ôn nhu đến mức làm người say đắm, giọng nói quanh quẩn đâu đây, làm cho Tiêu Viêm vốn định lực rất cao cũng có đôi chút thất thần. Sau một lát mới rời mắt về phía lều vải trước cửa lều vải chỉ thấy một nữ nhân thân mặc lục y đang đứng đó mỉm cười, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng. Sóng mắt lưu chuyển nhìn mọi người với ánh mắt nhu hòa tựa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua. Làm cho người ta không nhịn được phải say đắm ngắm nhìn. Nữ nhân nhìn qua tuổi có lẽ chỉ hơn đám người tiêu ngọc một ít. Nhưng dáng người đầy đặn của nàng lại phát ra một cỗ thành thục mê người theo năm tháng, loại phong tình vạn trùng này, không phải những thiếu nữ ngây thơ như tiêu ngọc có thể so bi. Tiêu viêm đào mắt quét một vòng trên người nữ nhân, mặc dù dung mạo của nàng nếu so sánh với huân nhi hay tiêu ngọc thì vẫn kém hơn một chút. Nhưng đối với khí chất ôn nhu không một chút giả tạo của nàng, tiêu viêm trong lòng cảm thấy tràn ngập rung động. Nữ nhân đối diện dùng cái khái niệm nữ nhân như thủy chính là có thể hướng tới giải thích triệt đề. Sau khi nữ nhân này xuất hiện, tiêu viêm có thể phát hiện trong lều vải một ít các thanh niên đệ tử ánh mắt đều như nóng cháy lên trong ánh mắt nhìn về phía nàng dĩ nhiên cũng có một loại tình cảm khó hiểu thấy tình trạng này tiêu viêm lắc đầu không biết nói gì xem ra bọn họ đối với nữ nhân này có lẽ đã thầm mến từ lâu bất quá cũng không có kỳ quách có một số thiếu niên thường thích loại phụ nữ nữ tính đã thành thục ách cứ gọi là thục nữ đi nhược lâm đờ sao o sư hì hì ngọc nhi cứ tưởng người đã chết rồi Nhìn thấy nữ nhân trước lều vải, Tiêu Ngọc vui mừng lẫn sợ hãi, kêu lên một tiếng, rồi chạy về phía nữ nhân, hai tay ôm lấy vòng eo của nàng, "A à, a, à, Ngọc Nhi, ngày nghỉ có thoải mái không?" Ôm Tiêu Ngọc trong lòng, người được gọi là Nhược Lâm Đờ Sao O sư ôn nhu cười hỏi, cũng không tệ lắm. Cười cười nói, Tiêu Ngọc nhẹ nhẹ cắn vào vành tai của Nhược Lâm Đờ Sao O sư, nhẹ giọng trêu tức: Đạo sư càng ngày càng ôn nhu, cứ như vậy, nếu sau này có nam nhân nào bị đạo sư coi trọng, sợ rằng sẽ bị cái ôn nhu này bắt đi mất. Khuôn mặt của nàng có chút ửng đỏ, nhược lâm đờ sao o sư bất đắc dĩ lắc đầu. Sùng ái vỗ vỗ đầu tiêu ngọc, chợt thấy tiêu viêm trong đám người liền ôn nhu hỏi, người này là người đưa đến phải không? Nhìn rất không tồi đấy. Hì! thì đương nhiên là vậy kiêu ngạo ưỡn ngực lên tiêu ngọc hung hăng liếc la bố một cái rồi cáo trạng hắn với đạo sư tên kia càng ngày càng kiêu ngạo ai bảo ngươi cố ý kích thích hắn tâm tư của hắn không phải ngươi không biết ngươi trước mặt hắn cố ý thân mật với nam nhân khác hắn không làm khó mới lạ đó nhược lâm đờ sao o sư bất đắc dĩ nói như thế chỉ càng làm ta cảm thấy chán ghét hắn mà thôi tiêu ngọc bĩu môi nói lắc đầu nhược lâm buông tiêu ngọc ra chậm rãi tiến đến đối mặt với mấy chục tân sinh nói các vị bạn học tất cả đều vào đi nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện các tân sinh đang phơi nắng ngoài trời nhất thời mừng rỡ vội vã ngồi dậy đi đến chật vật chen nhau nhau vào trong lều vải không thể không nói mặc dù đối với những người mới này có chút không có nhân tính bất quá cũng có hiệu quả ít nhất hiện tại tân sinh đi vào lều vải kiêu ngạo lúc trước đều có chút thu liễm một đám đều lui vào trong góc lều, con ngươi không ngừng đảo xung quanh. Nhược lâm đờ sao o sư trong ánh mắt mang theo một chút cười, nhu hòa nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tiêu viêm, mỉm cười, nhẹ giọng nói, tính tình của la bố cũng không quá xấu. Lúc trước trong lòng hắn có chút lửa giận mà thôi, cho nên có hơi lỗ mãng, ngươi không nên trách hắn. À, đạo sư nói đùa rồi, ta đây là người lương thiện, làm sao dám trách tội la bố học trường. Tiêu viêm lắc lắc đầu, ngại ngùng, nói. Nghe vậy, đám người trong lều vải đều khinh thường cười nhạo. Người này sau khi đánh bất tỉnh một gã học trường, sao lại không có một chút khách khí hay sao? Lời này có vẻ rất châm chọc. Còn người nhìn chầm chầm vào thiếu niên đang cười này, nhược lâm đờ sao o sư chớp chớp đôi lông mi dài, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, mình làm đạo sư nhiều năm như vậy. Hình như đã đụng phải tên đệ tử đầu sát suy nghĩ miên man một lúc nhược lâm đờ sao o sư lắc đầu phân phó hai nam đệ tử ra ngoài đem tên bị đánh ngất xỉu đưa vào cúi đầu nhìn qua thương thế đôi lông mày khẽ nhíu lại có chút oán tránh nhìn khuôn mặt mang vẻ vô tội của tiêu viêm bị ánh mắt mang điện nhìn mình tiêu viêm nhất thời run lên khóe miệng hả ra nhìn không chớp mắt đôi lông mày nhíu lại như suy nghĩ Nhược Lâm đờ sao o sư đưa ngọc thủ của mình lên, cầm lấy bàn tay của gã bị thương, làm cho bọn nam sinh vừa ghen ghét vừa đố kỵ. Nương theo cánh tay, là một đoàn thủy lam nhàn nhạt đi vào cơ thể, thay hắn chữa trị đấu khí đang rối loạn cùng kinh mạch đã bị tiêu viêm đánh trọng thương trước đó. Đấu khí thuộc thủy tính, tại phân loại các loại đấu khí thì được xếp vào loại ôn nhu nhất trong trường hợp bị thương mà không có đan dược. Thủy tính chính là lựa chọn thích hợp nhất cho nên thủy tính đấu khí được xưng là chữa thương dược rất nhiều dòng binh đoàn đều bắt buộc phải có thủy tính đấu khí. Dù sao khi đồng bạn bị thương thì chỉ có thủy tính và mộc tính đấu khí mới có thể chữa được. Được nhược lâm đờ sao o sư dùng đấu khí chữa trị qua lạt sau một lúc rên rỉ rồi tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì thấy nhược lâm đờ sao o sư đang mỉm cười đứng bên cạnh trong nhãn đồng của hắn toát lên một vẻ say mê và ái mộ chợt xấu hổ đứng lên con mắt nhìn qua tiêu viêm còn mang nét sợ hãi người không sao chứ buông tay ra nhược lâm ôn nhu hỏi đa tạ đạo sư qua lạt cảm kích gật gật đầu không có việc gì là tốt rồi nhược lâm bước vào lều yêu nhã nhồi xuống ghế ánh mắt nhìn các tân sinh bàn tay trắng nõn đưa lên giới chỉ trên ngón lóe lên một quyển trục da dê màu xanh và một chiếc bút đã xuất hiện trong tay ánh mắt nhìn lên, nhược lam đạo sư biếng nhác cười nói, các vị đồng học chúc mừng các ngươi đã thông qua, hiện tay xem như đã tiến vào cửa của già nam học viện. Bất quá học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực của các ngươi, bắt đoạn đấu khí tiềm lực giá trị thuộc về cấp F. Đây là tiêu chuẩn của già nam học viện cửu đoạn đấu khí tiềm lực giá trị thuộc về cấp E. Nhất tinh đấu giả cấp D, nhị tinh đấu giả cấp C, như thế tính lên đến cấp cao nhất còn lại là ngũ tinh đấu giả thuộc về cấp S đều có giới hạn là dưới 20 tuổi AA. S cấp tân sinh tiềm lực 10 năm qua già nam học viện cũng chỉ có một trường hợp mà thôi tiểu yêu nữ đó tại học viện có chút khó lường. Che đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cười, đôi lông mi đen nhánh của nhược lâm chớp chớp ta không quá hy vọng xa vời có kẻ quái vật giống tiểu yêu nữ kia, nhưng bất quá có được cấp B. Hoặc cấp C là đã thỏa mãn rồi, nói đến chỗ này ánh mắt Nhược Lâm như có như không nhìn về phía hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi, vì nàng cảm giác được tất cả mọi người trong cái lều vải này. Chỉ có hai người bọn họ là mình nhìn không thấu, hơn nữa nàng chắc chắn hai người này ít nhất là không thấp hơn cấp C, kỳ thật không chỉ có nàng. Mà tất cả mọi người trong cái lều vải này đều muốn biết, vì đã kiến thức qua khi Tiêu Viêm đánh tên kia, bọn họ đều muốn biết tên biến thái này rốt cuộc có cấp độ bao nhiêu. Tốt lắm, bắt đầu đi, phía bên trái trước tiên, báo danh đi tên, cấp bậc bàn tay cầm chiếc bút nhược lâm mỉm cười nói. Nhìn thấy đăng ký sắp bắt đầu. Trong đám người tiêu ngọc bắt đầu xếp hàng ngồi xuống. Này, Ngọc Nhi, tên tiêu viêm của ngươi là cấp bậc mấy A? À? Cùng tiêu ngọc tụng quanh một chỗ, vài tiểu nữ sinh tò mò hỏi thăm. Nghe vậy, tiêu ngọc khẽ nhíu cặp mày lã liễu trầm ngâm một chút, nàng cũng không có gặp qua tiêu viêm lúc khảo thí cấp bậc cho nên cũng không dám nói bừa, miễn cho lúc đó lại sai lầm, lại làm cho tiêu viêm hổ thẹn. Hiện tại trong lòng tiểu ngọc cũng không biết tại sao lại muốn tốt cho tiêu viêm. Ngược lại trước kia tiêu viêm càng không có mặt mũi, thì nàng càng cao hứng. Thoáng trần chờ một lát tiêu ngọc mới miễn cưỡng có đáp án, ta nghĩ, hắn có thể đạt tới cấp C, hoặc cấp B rồi. Wow, vậy cũng không sai lầm rồi, xem ra hắn là một trong những người có thiên phú của già nam hoặc viện rồi chúng ta trước kia được đánh giá cũng chỉ là cấp D mà thôi, ân ghê vậy có mấy nữ sinh có chút hâm mộ nói. Tiêu ngoạc khẽ cười, cũng không nhắc lại. Đem ánh mắt rời qua cuộc kiểm tra đấu khí trong lều, hắc nham, cửu đoạn đấu khí, 20 tuổi, ở phía hàng bên trái, một gã thanh niên da ngăm đen, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đi đến báo danh. Mỉm cười gật đầu, nhược lâm đờ sao o sư nhanh chóng nhớ kỹ tư liệu của người này, chiếc môi đỏ mọng khẽ nói, cấp e. Lầm Đốn, bát đoạn đấu khí, 19 tuổi, ép cấp khả lập cửu đoạn đấu khí, 17 tuổi, e cấp. Đồng thời, bên ngoài có mấy tân sinh đang tranh nhau để đến lượt mình, nhưng có các vị học trưởng nghiêm khắc đành phải ngay ngắn đứng vào hàng. Đợi đến lượt mình báo tư liệu nghe giống như xếp hàng thời bao cấp chờ để mua thịt ấy. Qua gần 20 người báo cấp đại đa số đều là dưới đấu giả, trong đó cũng có một số có cửu đoạn đấu khí nhưng tấn cấp lên đấu giả thất bại mà phải tụt xuống bát đoạn đấu khí. Còn một người nữa là đến phiên của tiêu viêm, bất quá cũng là một người 17 tuổi, đạt tới nhất tinh đấu giả, như tính toán thì gã đạt cấp D, cho dù như thế cũng đã làm cho nhược lâm vui sướng. 17 tuổi đạt tối nhất tinh đấu giả cũng coi như là không tồi. Người đứng ở trước mặt tiêu viêm lúc này báo số liệu xong, ở trong lều vài mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Thiếu niên lúc này vì chờ đợi mà ánh mắt mơ màng muốn ngủ. Tiêu Viêm ca ca tới phiên của ngươi. Huân Nhi bên cạnh thấy Tiêu Viêm ánh mắt mờ màng nên mới nhắc hắn, làm cho hắn khôi phục thần trí. Ngã Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, vội sờ bên khóe miệng xem có dính nước miếng không, ánh mắt nhìn lên phía trên. Chỉ thấy vị Nhược Lâm Đờ Sao O sư xinh đẹp khóe miệng như đang cười nhìn chằm chằm vào hắn. Cười ngượng một cái, hắn bẻ bẻ ngón tay, lộ ra hàm răng trắng muốt nói: ta có thể không bằng vị tiểu yêu nữ mà nhược lâm đờ sao o sư nói, ta đã tính đi tính lại. Hơn nữa chính mình lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút tựa hồ chỉ miễn cưỡng xem như A cấp đi. Ách tiêu viêm vừa nói những lời như kiểu tiếc hận bật thốt lên, trước là tiếng xì si xào bàn tán. Sau đó là một mảng yên tĩnh. Trong góc la bố khuôn mặt như bất động, hắn không nghĩ tới tên này nhìn qua cũng chỉ 16, 17 thôi, vậy mà cấp bậc đã ngang với mình. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn bên cạnh la bố, khuôn mặt qua lạt thoáng trắng bệch, vẻ mặt khổ sở, khó trách mình thua như vậy, hóa ra người này giả chứ ăn thịt hổ, Ngọc Nhi. Người, người không phải chỉ nói hắn cấp B hoặc cấp C thôi sao? Như thế nào lại trở thành A cấp? Giả nam học viện, mỗi lần chiêu sinh, đệ tử có tiềm lực A cấp cũng không qua 100 người A, khẽ liếc mắt nhìn tiêu viêm. Vài nữ sinh lẩm bẩm nói. Ánh mắt gắt gao nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước mặt tiêu ngoặc bất đắc dĩ thở dài một hơi, lẩm bẩm. Ta làm sao mà biết người này càng ngày càng dị thường như thế? A à, cấp ánh mắt kinh ngạc chớp chớp một lát sau, nhược lâm đờ sao o sư mới nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy làm cho người ta tâm động không thôi, ta đã nói lần này đoạt được bảo. Xem ra quả nhiên không giả giống như cô gái bình thường nhược lâm khẽ chừng mắt lên khuôn mặt toát lên vẻ phong tình làm cho không ít nam ử trong lều khuôn mặt sáng lên tiêu viêm sờ sờ cái mũi bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm của huân nhi tiêu viêm ca ca ngươi lại vừa làm náo động rồi Ngoặc kép chấm ta biết muội so với ta vẫn mạnh hơn vậy ắt cấp sợ rằng đến viên muội đi tiêu viêm đảo cặp mắt tránh dã tức giận nói ách muội đây báo giả được không a à? nhìn mọi người chưa hết vẻ khiếp sợ huân nhi lén cầm gấu áo của tiêu viêm len lén hỏi vẫn là phải báo chân thật đi ta chẳng lẽ lại đi ăn giấm chua của ngươi làm cho học viện biết một ít tiềm lực giá trị để sau này muội phát triển cũng tốt hơn mặc dù muội sau này có lẽ cũng không ở lại nơi đó tiêu viêm nhún vai cười nói mở cái miệng nhỏ nhắn ra gãi gãi đầu cười duyên nói vậy thì nghe lời tiêu viêm ca ca vừa nói vừa bước khẽ lên trước vài bước cô gái nhẹ nhàng nói Tiêu Huân Nhi, lục tinh đấu giả tuổi, 16 đi. Ở phía trên, chủ khảo vừa mới chuẩn bị bút ghi chép cổ tay liền cứng ngắc. Lần đầu tiên khuôn mặt ôn nhu hiện lên vẻ kinh sợ cô gái vừa lên tiếng cả lều lâm vào một mảng lặng ngắt. Ánh mắt của mọi người ngốc trệ nhìn cô gái đứng cạnh tiêu viêm đang nở nụ cười lạnh nhạt. Vừa mới rồi còn chưa hết kinh hoàng về việc tiêu viêm mang lại, lại bị một quả búa tạ nên vào đầu. Lục tinh đấu giả, 10. 6 tuổi, loại tiềm lực này tựa như đã vượt qua giới hạn của S cấp, loại thiên phú này. So với học viện tiểu yêu nữ kia còn mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại http2.gạch chéo gạch chéo vn nhìn trong lều không có tiếng động, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ, Huân Nhi báo ra sự thật cũng nằm ngoài dự kiến của hắn, hiện tại là ngũ tinh cấp bậc nhưng không nghĩ tới thiếu nữ này khủng bố như thế, tiềm lực đã vượt qua siêu cấp S, loại tốc độ tu luyện biến thái này. Chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong lều vải, nghe Huân Nhi nói, Tiêu Ngọc trợn mắt há hốc miệng. Ở trong tộc nàng chưa gặp qua Huân Nhi ra tay, cho nên cũng không rõ thực lực của nàng lắm, hơn nữa Huân Nhi thân phận thần bí cũng không ai nói qua cho nàng. Trong mắt nàng Huân Nhi là một trong những người được gia tộc bồi dưỡng thiên phú tuyệt hảo, nhưng thiên phú đến mức này thì phải nói. Ngoặc kép chấm, ai tiểu yêu nữ trong học viện cuối cùng cũng có đối thủ cười khổ lắc đầu tiêu ngọc lẩm bẩm một mình. Tại góc lề, là bố thần kinh cũng đã hồi phục dương mắt nhìn cô gái áo xanh, nhớ lúc trước mình lỗ mãng làm càn, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nhủ may mắn vừa rồi không có đắc tội với vị cô nương này nhưng mà bọn họ không biết bọn họ trêu chọc tiêu viêm. Ấn tượng trong lòng của Huân Nhi đã xuống tới cực thấp. Trong lều yên tĩnh một hồi lâu, mọi người chậm rãi hồi phục tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút lạnh. Sách sách không ngờ ta lại gặp được một tân sinh cấp S siêu cấp khuôn mặt khiếp sợ được thu liễm lại, đôi mắt nhược lâm có chút kỳ dị của nhìn Huân Nhi. Một lúc sau, thản nhiên cười nói, lần này tân sinh xuất sắc nhất giả nam học viện có lẽ chính là Huân Nhi ngươi nghe được nhược lâm đờ sao o sư đánh giá huân nhi mỉm cười lại ngoài dự đoán của mọi người lắc lắc đầu ách thấy huân nhi lắc đầu nhược lâm trừng mắt nhìn nghi hoặc hỏi chẳng lẽ còn có người xuất sắc hơn ngươi đúng vậy nhược lâm đờ sao o sư huân nhi gật gật đầu đôi mắt phượng nhìn hơi nhợt nhạt trông rất đáng yêu cùng so với hắn huân nhi đích xác không tính là cái gì nga lông mày nhíu lại 16 tuổi, lục tinh đấu giả, trong con mắt người này lại không tính là cái gì, Nhược Lâm Đờ Sao O sư lắc lắc đầu, trong lòng không tin lắm. Nhưng vẫn tò mò hỏi, hắn là ai vậy? Nghe được Huân Nhi nói những lời này, Tiêu Viêm đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sau khi Nhược Lâm Đờ Sao O sư hỏi, Nhãn Đồng Huân Nhi có nét cười. Khẽ đưa mắt qua Tiêu Viêm, tất cả ánh mắt trong lều đều nhìn theo ánh mắt đang di động của Huân Nhi sau đó đều chuyển qua nhìn trên người Tiêu Viêm hắc huân nhi học muội hắn thiên phú tuy cũng được nhưng so với ngươi vẫn còn kém nhiều lắm trong góc la bố cười nói kỳ thật không chỉ có la bố có ý nghĩ này chỉ trừ hai ba người còn lại đều ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tiêu viêm tuy tiềm lực cấp a cũng mạnh rồi bất quá huân nhi là siêu cấp s thiên phú cực cao nên mọi người đều hoài nghi ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía la bố huân nhi bộ dáng lãnh đạm không đáp lời làm cho la bố đang muốn quan hệ có chút xấu hổ Thấy khuôn mặt Huân Nhi hướng về phía tiêu viêm, nhược lâm đờ sao o sư có chút nhíu mày lại, bất đắc dĩ nhìn về phía tiêu viêm hỏi, tiêu viêm, ngươi còn có cái gì che giấu không? Uy, Ngọc Nhi, bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì chẳng lẽ giống như lời đạo sư nói, tiêu viêm đang che giấu cái gì, bên cạnh tiêu ngọc mấy nữ sinh tò mò hỏi. Tiêu ngọc không trả lời, đôi mày liễu nhíu lại. Cảm xúc trên gương mặt thoáng biến ảo, nghe Huân Nhi nhắc nàng mới nhớ tiêu viêm tại ba năm trước thực lực không có tăng lên mà tu luyện càng ngày càng tụt lùi hơn nữa một năm gần đây tiêu viêm từ tam đoạn đấu khí tăng đến tứ tinh đấu giả loại tu luyện khủng bố này cho dù là huân nhi cũng không thể sánh bằng nhớ tới thực lực hiện tại của tiêu viêm tiêu ngọc không khỏi hít vào một ngụm lương khí tới hiện tại nàng mới biết ngày trước thiếu niên mình hay đem trêu chọc có bao nhiêu khủng bố cũng không có gì là giấu giếm chuyện của ta ở ô thản thành mọi người ai cũng biết một ít Bị mọi người chăm chú nhìn, tiêu viêm trầm mặc một lát rồi cười nói. Người nói cho ta nghe. Làm học sinh ở học viện, phải để cho học viện biết tiềm lực giá trị để học viện biết đường mà bồi dưỡng. Mà cái này đối với ngươi cũng có lợi. Nhược lâm đờ sao o sư buông bút xuống, nhìn lên người thiếu niên nhẹ nhàng nói, quả thực làm cho nam nhân khó mà cự tuyệt. Để ta nói tiêu viêm ca ca không thích nhắc đến chuyện cũ sắc mặt tiêu viêm có chút trần trờ bèn nhìn qua huân nhi cười ý bảo huân nhi nói a à, a à, như vậy cũng tốt nhược lâm đờ sao o sư mỉm cười ánh mắt nàng tập trung qua phía huân nhi huân nhi xử lý việc này cho tiêu viêm lấy kinh nghiệm của nhược lâm tự nhiên nàng cũng dò ra một chút manh mối hành động của huân nhi không thể nghi ngờ là có chút kiêu ngạo nàng trong lòng không muốn có một ai ô nhục cười nhạo tiêu viêm Tiểu tử này thật là có không ít diễm phúc ánh mắt kiều mị khẽ liếc về phía tiêu viêm. Nhược lâm đờ sao o sư trong lõng khẽ cười nói. Đã đến bước này tiêu viêm cũng bất đắc dĩ gật. Đầu, thấy tiêu viêm gật đầu. Huần nhi khẽ cười, nhíu mày sửa sang lại một chút trí nhớ, rồi chậm rãi cười nói tiêu viêm ca ca bốn tuổi đã luyện khí, nghe câu này đầu tiên, nhược lâm có chút gật đầu. sơ dài đấu khí tu luyện khó khăn nhất, bốn tuổi tu luyện cũng không nói là sớm, mà cũng không tính là muộn. 10 tuổi đặt cửu đoạn đấu khí, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Cũng làm toàn thể người trong lều chấn động, sơ giai đấu khí tu luyện rất là gian nan, bình thường mà nói nếu 4 tuổi tu luyện đấu khí thiên phú có tốt đi chăng nữa thì cũng phải đến 13. 14 tuổi mới có thể đạt được cửu đoạn đấu khí. Đằng này 10 tuổi đạt đến cửu đoạn đấu khí, tốc độ ấy có chút làm người ta sợ hãi. 11 tuổi tấn cấp đấu giả, nghe được lời này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tiêu viêm trong mắt có chút quỷ dị, 11 tuổi, đấu giả, cái này ở già nam học viện cũng là chưa từng nghe qua. Ngồi ở phía trên, ánh mắt của nhược lâm đờ sao o sư sáng lên như có một tia sáng xẹt qua. Ân, tiếp tục đi, nói đến chỗ này Huân Nhi che cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, 12 tuổi đến 15 tuổi. Tiêu viêm ca ca từ đấu giả hạ xuống. Tam đoạn đấu khí, ách nghe nói vậy, trong lều không có ai nói lên tiếng nào, đa số các khuôn mặt đều động lại. Trở về tam đoạn đấu khí câu nói này làm mọi người đại biến. Khuôn mặt Nhược Lâm Đờ Sao O sư có chút kinh ngạc, câu chuyện này làm cho nàng giống như được nghe chuyện xưa. Lấy tay che đôi môi đỏ mọng, sau một lát thời gian. Nhược Lâm Đờ Sao O sư mới khôi phục lại tâm trạng quỳ dị của mình, ngay sau đó liền hỏi, vậy sau này thế nào? Sau đó, Tiêu Viêm ca ca sau 3 năm tu luyện trống rỗng, lại hồi phục thiên phú của mình sau 15 tuổi, ngắn ngủi một năm thời gian từ tam đoạn đấu khí cho tới hiện tại là tứ tinh đấu giả. Cái miệng nhỏ nhắn của Huân Nhi cười nhẹ, trầm ngâm nói cho nên tính thực lực hiện tại của tiêu viêm ca ca chỉ tính là gần một năm tu luyện mà thôi, mà Huân Nhi tính ra là 16 năm tu luyện ai cường ai nhược không nói cũng biết. Tê, lời Huân Nhi vừa dứt trong lều vài những tiếng hít vào không ngừng vang lên ánh mắt tập trung tại người tiêu viêm tu luyện như thế chỉ có một từ khủng bố mà hình dung trong góc la bố và qua lạt hung hăng nút một ngụm nước miếng trên khuôn mặt thoáng có một chút hoảng sợ nhắm hai mắt lại nhược lâm đờ sao o sư thoáng thở ra một hơi khuôn mặt ôn nhu hướng về phía thiếu niên nói không nghĩ tới ngươi là một tên tiểu tử khủng bố như vậy nếu huân nhi không nói lần này thực để cho ngươi thoát được rồi thấy nhược lâm đờ sao o sư cười nhẹ nhìn chằm chằm vào mình tiêu viêm bất đắc dĩ giơ tay khuôn mặt giả vờ hung tợn liếc nhìn Huân Nhi một bên đang che miệng cười. "A à, a, à, đăng ký hôm nay tạm thời chấm dứt, chúng ta còn lưu lại chỗ này 7 ngày, hôm nay tân sinh đăng ký. Xin chúc mừng các ngươi bây giờ đã là thành viên chính thức của Già Nam Học viện. Hy vọng trong 7 ngày này đem hết các việc an bài. 7 ngày sau đội xe phi hành của Già Nam Học viện sẽ đến Ô Thản Thành, đến lúc đó chúng ta sẽ đi thẳng tới học viện." đem tấm da dê cất lâm đờ sao o sư ôn nhu cười nói nghe vậy người trong lều vải nhất thời mừng rỡ nhìn nhược lâm đờ sao o sư đang tươi cười tiêu viêm từng bước tiến đến cười khan nói nhược lâm đờ sao o sư ta có chút việc nga tiêu viêm tiểu thiên tài tìm đạo sư ta có việc sao khuôn mặt tươi cười nhược lâm đờ sao o sư trêu tức nói cái kiểu xưng hô như vậy tiêu viêm ngượng ngùng cười lắc lắc đầu thử dò xét cái kia ta nghĩ không nên cùng các người đi đến giả nam học viện bởi vì ta có một việc cực kỳ trọng yếu muốn hoàn thành. Nhược lâm đờ sao o sư có thể xin cho ta nghỉ phép được không? Xin phép đôi mày đen của nhược lâm đờ sao o sư khẽ cau lại, nhẹ giọng nói, dựa theo quy củ tân sinh trừ có một số đặc biệt cần ra ngoài. Còn lại thì không có ngày nghỉ, chuyện của ngươi rất trọng yếu sao? Tiêu viêm nhún vai, sau đó còn trịnh trọng thêm một câu, phi trường trọng yếu, chuyện này đối với ta mà nói không thể không đi, Huân Nhi đứng bên cạnh nghe tiêu viêm nói. Khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm đi rất nhiều, nhất thời hai bàn tay nắm chặt lại, vốn đang vì chuyện vào già nam học viện mà tâm tình rất vui vẻ. Ngừng nghe tiêu viêm nói như vậy tâm tình đột nhiên có chút dã rời. Xin phép nghe thấy tiêu viêm nói, tiêu ngọc đồng dạng có chút run lên, nhìn chằm chằm vào tiêu viêm. Có chút không giải thích được, Nhìn tiêu viêm sắc mặt trịnh trọng, lông mày của nhược lâm đờ sao o sư khẽ nhíu lại, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu hỏi, được rồi ngươi muốn nghỉ mấy ngày. Nếu không nghỉ lâu lắm, ta lấy quyền đạo sư của ta có thể giải quyết cho ngươi, nhìn ánh mắt nhu hòa của nhược lâm đờ sao o sư tiêu viêm cảm giác mặt đỏ lên, trầm mặc một lúc, hắn mới khẽ nói. Có lẽ, khoảng một năm, lời này vừa ra khỏi miệng, trong lều đột nhiên yên tĩnh, từng đảo ánh mắt truyền qua người thiếu niên, một năm, đến bây giờ, mọi người tưởng lỗ tai của mình nghe lầm xin phép mặc dù không phải chưa từng có nhưng xin phép nghỉ đến một năm mà lại là tân sinh nữa chứ loại sự tình này già nam học viện mới xảy ra lần đầu tiên ngọc nhi người này của ngươi hứng thú cũng quá lớn đi một năm hắn không phải cố ý không học ở già nam học viện chứ trợn mắt há mồm nhìn tiêu viêm tiết ni hướng phái ngọc nhi hỏi bạn đang đọc truyện tại chuyện phun www chuyện phun cười khổ lắc đầu tiêu ngọc cũng có chút không rõ ràng tiêu viêm như thế nào lại làm như vậy người nói đùa với ta phải không chớp chớp đôi lông mi đẹp nhược lâm đờ sao o sư nghe tiêu viêm trả lời có chút giờ khóc giờ cười xin phép một năm cái này cơ hồ tương đương một phần ba tổng thời gian học tiêu viêm bất đắc dĩ gật đầu nói ta rất muốn cùng đạo sư thương lượng lông mày khẽ nhíu lại nhược lâm đờ sao o sư chăm chú nhìn vào khuôn mặt của tiêu viêm mặc dù thể hiện vẻ bất đắc dĩ nhưng không tìm thấy một tia đùa cợt thở dài một hơi nhược lâm đờ sao o sư bất đắc dĩ nói ngày nghỉ thật sự quá dài ta không thể làm chủ được ngươi bớt một ít đi lấy tiềm lực của ngươi như vậy trong học viện nhất định sẽ được bồi dưỡng ngươi cần gì phải lãng phí thời gian nghe nhược lâm đờ sao o sư khuyên bảo tiêu viêm bất đắc dĩ cười khổ thời gian này ta nhất định phải đi nhược lâm đờ sao o sư giơ bàn tay ngọc lên xoa xoa chán xem ra lúc trước nàng đoán rất chính xác tiểu gia hỏa này còn chưa chính thức là đệ tử của mình lại đưa đến cho nàng một cái nan đề như vậy xem ra hắn đúng là một tên đầu sát ngày nghỉ quá dài một lần nữa lắc đầu nhược lâm đờ sao o sư trong giọng nói đã có chút cự tuyệt nếu không xin phép được nghỉ một năm ta nghĩ ta sẽ rời khỏi học viện, sang năm nếu có cơ hội, ta sẽ tham gia chiêu sinh lại vậy. Tiêu viêm nhẹ giọng, có chút bất đắc nghĩ nói. Rời khỏi, trong lều vải nhất thời ồn ào lên. Tiêu Ngọc đứng một bên, nhất thời rậm chân. Nhìn thấy tiêu viêm đi ra khỏi lều, khuôn mặt nhược lâm đờ sao o sư có chút biến hóa, nàng không nỡ để tên đệ tử thiên tài do mình tuyển rời đi. Nhãn đồng gắt gao nhìn vào khuôn mặt thiếu niên anh Tuấn Thanh âm êm ái nói tiêu viêm, ngươi không nên làm khó ta được không? Ngày nghỉ mà người yêu cầu thật sự là quá dài thanh âm thỉnh cầu êm ái vang lên lại phối hợp với vẻ xinh đẹp dịu dàng tươi cười của nhược lâm đờ sao o sư cơ hồ làm nam nhân khó có thể cự tuyệt. Ít nhất các nam đệ tử ở trong lều nghe nói thế không tự chủ được gật gật đầu đợi đến khi phục hồi lại tinh thần khuôn mặt đều tỏ ra vẻ xấu hổ ở dưới thế công ôn nhu của mỹ nhân này, trái tim của tiêu viêm đồng dạng nhảy lên vài cách bất quá dù sao định lực của hắn cũng vượt qua thường nhân, chậm rãi thở ra một hơi. Trước ánh mắt mọi người lắc đầu, chăm chú nói, nhược lâm đờ sao o sư. Một năm này ta nhất định phải nghỉ, bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi được nghe câu trả lời rất kiên định của thiếu niên, nhược lâm đờ sao o sư một lần nữa cảm thấy đau đầu. Bàn tay trắng nõn xoa xoa cái chán, một lúc sau, cuối cùng nàng cũng bị tính tình quật cường của tiêu viêm chọc giận, nàng đột nhiên ngồi dậy, bước đến trước mặt tiêu viêm giận giữ mắng, ngươi. Tiểu gia hỏa này không cho ta một chút mặt mũi sao, mời ngươi lâu như vậy. Ngươi lại không có chút nào động tâm sao. Ách nhìn khuôn luôn ôn hòa của nhược lâm đờ sao o sư hôm nay đã bị tiêu viêm chọc giận. Vẻ mặt mọi người nhất thời kinh ngạc sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, người này ngay cả người chết cũng chọc tức được, đạo sư đang sống gặp phải hắn, cũng coi như xui xẻo. Hồi tưởng lại những lần mình bị tiêu viêm làm cho mình tức giận, tiêu ngọc đối với nhược lâm đờ sao o sư có một cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhìn người đứng trước mặt mình, nhược lâm đờ sao o sư khuôn mặt giận giữ tiêu viêm có chút xấu hổ cười cười, làm cho nhược lâm đờ sao o sư luôn luôn nhu hòa thành tức giận như vậy, xem ra hắn cũng có chút bản lĩnh bất quá, hôm nay bằng mọi giá cũng phải xin nghỉ bằng được. Thầm người hương thơm nhàn nhạt trên người nhược lâm đờ sao o sư tỏa ra, khuôn mặt không có chút tì vết. Phối hợp với vóc người đầy đàn, tiêu viêm mạnh mẽ đem ép xuống lòng hưu dạ vượn, nhìn không chớp mắt nói, đạo sư. Ta cũng có nỗi khổ trong lòng, ngài phê chuẩn chứ, nếu không. Ta chỉ còn cách rời khỏi buổi chiêu sinh này. Người dám thật vất vả mới thu được tên đệ tử biến thái này nhược lâm làm sao dễ dàng bỏ qua mắt hạnh chừng lên quát tiêu viêm nhún nhún vai không tỏ ra thái độ gì nhìn bộ dáng tiêu viêm có vẻ bất cần nhược lâm cũng cảm thấy mình có chút thất thố khuôn mặt ửng đỏ lùi ra một bước trầm mặc đột nhiên hít đôi mắt đẹp lại thản nhiên nói thật sự không thể nghĩ tới lại phải tính một năm ngày nghỉ cho ngươi nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nhược lâm đờ sao o sư tiêu viêm trong lòng khẩn trương ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy từ đó phát hiện ra một tín hiệu nguy hiểm nhìn thấy bộ dáng của nhược lâm đờ sao o sư như thế đám người tiêu ngọc ở chung gần một năm nhất thời cảm thấy không ổn nhược lâm đờ sao o sư ở trong tình trạng này không thể nghi ngờ đã tiến vào trạng thái nguy hiểm mặc dù cảm giác được cái gì đó không đúng bất quá lúc này cho dù là núi đao biển lửa tiêu viêm cũng kiên trì đến cùng nuốt một ngụm nước bọt lập tức cười khan gật đầu Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Nhược Lâm Đờ Sao O Sư chậm rãi thở ra một hơi, trước ngực một bộ ngực cao vút. Nhất thời tạo nên một đường cong làm cho Tiêu Viêm có chút động tâm. Nặng nề gật đầu, Nhược Lâm đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc, nhàn nhạt nói, "Được rồi. Xin phép cũng không phải không có khả năng." Nghe nói thế, trên mặt Tiêu Viêm không có chút nào hưng phấn, bởi vì hắn biết câu sau vẫn chưa nói tiếp. Nhìn khuôn mặt bất động thanh sắc của Tiêu Viêm, Nhược lâm đờ sao o sư có chút kinh ngạc, hiển nhiên định lực của tiêu viêm vượt xa dự liệu của nàng. Đem ánh mắt liếc qua tiêu viêm một cái, nhược lâm đờ sao o sư đột nhiên hướng về phía hắn cười, một thanh âm êm ái, nhưng mọi ngòi trong lều đều biết. Liền đem ánh mắt thương xót nhìn về phía tiêu viêm. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta được 20 chiêu thì một năm ấy ta sẽ cho ngoi nghỉ, ở học viện có vấn đề gì? Ta đạo sư toàn lực giúp ngươi ứng phó, nghe Nhược Lâm Đờ Sao O sư nói thế, Tiết Ni cùng chúng nữ nhất thời khóc thay cho Tiêu Viêm, nhìn về phía gương mặt khổ sở của Tiêu Ngọc. "Ngọc Nhi, giờ thế nào?" Đúng là tên không biết trời cao đất rộng cắn miệng Tiêu Ngọc oán hận dẫm chân, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia lo lắng. "Thế nào?" vẫn muốn chứ cười dài nhìn tiêu viêm, lâm đờ sao o sư ôn nhu hỏi, mẹ con này khi nào cũng ôn nhu, với lông mày đen, khóe miệng khẽ nứt ra, tiêu viêm lắc lắc đầu, trong đôi mắt đen nhánh. Hiện ra ý nghĩ không đổi, trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nhìn mọi người xung quanh, hung hăng gật đầu. Vẫn muốn, nghe vậy, gương mặt nhược lâm đờ sao o sư có chút cười. Càng xinh đẹp động lòng người, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nghe tiêu viêm thản nhiên đáp ứng điều kiện của nhược lâm đại sư, mọi người xung quanh trong ánh mắt không khỏi có chút kính ngưỡng. Tuy nói tiêu viêm thiên phú phi phàm, nhưng hắn cùng với nhược lâm đờ sao o sư hai người khoảng cách thật sự là khó có thể vượt qua. Đấu giả cùng đại đấu sư tranh lệch cũng không phải có thể dựa vào thiên phú mà bù đắp. Tiêu ngọc đồng dạng cũng là bị tiêu viêm trả lời khiến cho sừng sốt một lát sau bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người này xem ra không đụng vách tường thì không chịu quay đầu, nơi này chật hẹp chúng ta đi bên ngoài đi. Hướng về phía tiêu viêm cười thản nhiên, nhược lâm đờ sao o sư dẫn đầu bước ra ngoài lều vải. dáng người đầy đặn chập chờn lung linh, phóng thích một cỗ phong tình thành thục mê người tiêu viêm vút mũi gật gật đầu, cất bước đuổi theo. Mọi người trong lều vải sau khi có chút trần chờ đều là tranh nhau chạy ra lúc này sắc trời đã muộn, dư quang nhàn nhạt trải lên sân rộng một tầng thảm hồng, nền sân bị thiêu nóng cả ngày cũng bắt đầu từ từ trở nên lạnh lẽo, đứng ở giữa sân. Dĩ nhiên có thể nhìn thấy bên ngoài người đã thưa thớt rất nhiều. Một làn gió mắt nhẹ nhàng thổi qua sân rộng, làm cho đám người tiêu ngọc vừa đi ra khỏi lều vải đều cảm thấy thư sướng cả người. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn xuống tiêu viêm đi tới giữa sân, cười cười nhìn nhược lâm đờ sao o sư đứng đối lập thản nhiên cười nói, xin mời, thỉnh đạo sư hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, nhược lâm đờ sao o sư khóe miệng nổi lên ý cười ôn nhu, bàn tay trắng nõn chậm rãi dơ lên. Lục sắc giới chỉ trên ngón tay chợt phát ra quang mang, một ngọn lam sắc trường tiên quang mang dị thường đột ngột hiện ra. Trường tiên toàn thân úy lam, năng lượng ba động dày đặc tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ thành hình miệng rắn đang mở lớn. Phía trong có một lam sắc ma hạch bị khảm vào thật sâu trên trường tiên có khắc những đường vân kỳ dị, bên trong tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Xem xét tạo hình của trường tiên liền có thể biết được. Vật trong tay nhược lâm đờ sao o sư chính là một kiện địa thuộc tính ma hạch vũ khí đã trải qua chế tạo tỉ mì. Bên trong ẩn chứa thủy năng lượng ôn thuận, thủy thuộc tính ma hạch vũ khí này dĩ nhiên là cùng thuộc tính với nhược lâm đờ sao o sư dùng loại vũ khí này chiến đấu. Xem chừng thực lực có thể được tăng phúc thêm một hai tầng quay mắt về phía tiêu viêm cười khan nhược lâm đờ sao o sư trực tiếp dùng hành động hướng hắn chứng minh muốn từ trong tay ta dễ dàng lấy được một năm nghỉ phép không có cửa đâu nhìn nữ nhân mỹ lệ đầy sức sống tay cầm trường tiên đang đứng trước mặt không xa tiêu viêm khóe miệng khẽ kéo chợt cười khổ lắc đầu nha tùy tiện dùng vũ khí đi ngọc thủ dương lên nhược lâm đờ sao o sư từ trong giới chỉ lấy ra một chuôi kiếm bằng tinh thiết ngón tay trên chuôi kiếm nhẹ nhàng bắn ra Thần kiếm liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng tiêu viêm phóng đi. Nhìn thiết kiếm bay vút đến, tiêu viêm thân hình không nhúc nhích. Tùy ý thiết kiếm mang theo kình khí lao tới. Đường lúc thiết kiếm chỉ còn cách thân thể tiêu viêm nửa thước, đột nhiên dừng lại trước người một cách bất ngờ rồi rơi xuống, cắm nghiêng vào khe hở của một khối đá. Nhún vai tiêu viêm rút ra thiết kiếm quơ đại vài cái, hắn cũng chưa từng học qua đấu kỹ kiếm pháp, cho nên sử dụng kiếm có chút không quen tiêu viêm chấn định như vậy làm cho nhược lâm đờ sao o sư lông mày khẽ giật trong đôi mắt đẹp hiện lên một nét than thở tuổi còn nhỏ đã có được định lực như thế còn có thiên phú nữa nhược lâm đờ sao o sư mơ hồ có thể dự cảm tiểu từ trước mặt kia có lẽ sẽ đi được rất xa trên con đường cường giả rất xa bắt đầu đi nhược lâm đờ sao o sư trường tiên trong tay tùy ý vung lên trên thạch bản trước mặt tiêu viêm vài thước mặt trên ẩn chứa thủy khí năng lượng để lại trên thạch bản một vũng nước nhỏ khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cười dài hỏi, "Ân?" Chậm rãi gật gật đầu, Tiêu Viêm khuôn mặt từ từ nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn cùng cường giả cấp đại đấu sư giao thủ. Tuy nói có dược lão âm thầm tương trợ, nhưng chính diện giao phong cùng loại cường giả này cũng thật sự tạo ra áp lực không nhỏ trong lòng Tiêu Viêm. Nhìn giữa sân sắp đánh, Tiêu Ngọc phía ngoài nắm tay không khỏi khẩn trương, vẻ lo lắng trên gương mặt khó có thể che giấu, "Hừ, tên cuồng vọng" ỉ vào có chút điểm thiên phú liền dám cùng nhược lâm đờ sao o sư thân là ngũ tinh đại đấu sư đối kháng thật đúng là càn rỡ. Nhìn bộ dáng tiêu ngọc khẩn trương lo lắng. Vốn là bố bởi vì tiêu viêm thiên phú biểu hiện ra ngoài mà có chút thu liễm nhưng lại bị tâm địa ghen ghét điều khiển không nhịn được lần nữa suốt ngôn trào phúng. Người nói cái gì nghe vậy vốn tâm tình tiêu ngọc đang khẩn trương cùng lo lắng nhất thời mày liễu dựng lên. Mặt phẫn nộ quay đầu lại quát nói thật mà thôi tiêu ngọc lửa giận biểu hiện ra ngoài ngoại trừ làm la bố trong lòng càng thêm uất khí tựa hồ không có hiệu quả gì khác ngươi có tư cách gì bình phẩm hắn hắn dám cùng đại đấu sư chiến đấu còn ngươi có dám không suốt ngày chỉ biết giả bộ cười dối trá đến khi gặp chuyện lại chuồn đi nhanh nhất ta tiêu ngọc ghét nhất là cái loại nam nhân trong ngoài bất nhất này muốn cho ta thích ngươi đến chết cũng không thể tiêu ngọc trên mặt băng hàn, lạnh lùng châm chọc không chút lưu tình, làm cho xung quanh mọi người nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Quen biết lâu như vậy, các nàng đã khi nào gặp qua tiêu ngọc nói lời như thế với người khác. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau, là bố khóe mắt co bắp rời đi, ánh mắt nhìn chầm chầm thiếu niên giữa sân, trong nhãn đồng hiện lên một nét oán độc mịt mờ. Bên ngoài lạnh giọng nhạo báng, cũng không thể quấy nhiễu không khí khẩn trương trong vòng chiến tiêu viêm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhược lâm đờ sao o sư thân thể không ngừng run rẩy rất nhẹ hắn biết công kích của đại đấu sư bất luận tốc độ lực lượng cùng với kinh nghiệm chiến đấu đều hơn xa các đối thủ thường gặp cho nên giờ phút này hắn phải dành toàn bộ tinh thần chăm chú phân tích từng cử động rất nhỏ trên thân thể đối phương lấy đó tính ra phương thức công kích kế tiếp thản nhiên liếc nhìn tiêu viêm toàn thân đề phòng nhược lâm đờ sao o sư nhàn nhạt cười, cánh tay dương lên, trường tiên trong tay giống như độc xà xuất động, không trung xẹt qua lam ảnh nhàn nhạt, hướng tiêu viêm bổ thẳng xuống. Trường tiên xẹt qua giữa không trung không khí trở nên mát mẻ ẩm ướt. Nhìn trường tiên đã vượt qua khoảng cách mười thước, tiêu viêm nhãn đồng hơi co lại, chậm rãi thở ra một hơi. Đợi lúc trường tiên tới ngay đỉnh đầu, thân thể liền phóng qua bên trái trường tiên mang theo kình khí xé gió lướt qua quần áo tiêu viêm, cuối cùng nặng nề mà nện lên thạch bàn. Lại một vũng nước nhanh chóng hiện lên, tránh được nhược lâm đờ sao o sư một kích tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng. Bàn chân nặng nề bước một bước thân thể cong lại chợt như tên rời dây cung, hướng nhược lâm đờ sao o sư sông tới. Ngắn ngủn chỉ cách hơn 10 thước cơ hồ là nháy mắt liền tới. Sau ngay lúc tiêu viêm sắp tiến vào phạm vi công kích một cỗ kình khi từ phía sau lại mạnh mẽ áp đến. Khuôn mặt hơi đổi tiêu viêm thân thể lập tức hạ xuống làm ảnh từ phía sau đầu phi ngang qua. Thân hình bắn lên tiêu viêm một trường chém mạnh xuống vô hình kình khí mạnh mẽ nặng nề oanh kích lên mặt đất nhất thời một cỗ phản đẩy lực đem thân hình tiêu viêm bắn lên cao người ở giữa không trung tiêu viêm thân thể xoay tròn thật mạnh thiết kiếm trong tay mượn lực xoay rời khỏi hướng nhược lâm đờ sao o sư bắn tới thiết kiếm phá trường không hắc ảnh tạo nên một nét kinh khí bén nhọn như tia chớp thản nhiên nhìn thiết kiếm phá không lao đến nhược lâm đờ sao o sư bàn tay trắng nõn rung nhẹ lam sắc trường tiên chuyển đầu quay về cuối cùng ở giữa không trung quấn lại tạo thành một vách tường màu lam đinh thiết kiếm cùng vách tường màu lam va chạm, phát ra một tiếng vang thanh thúy, bị lực phản chấn quá lớn. Nhất thời bị chấn gãy thành nhiều khúc. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www truyện phun nhìn thiết kiếm bị chấn thành hơn 10 đoạn, nhược lâm đờ sao o sư cái miệng nhỏ nhắn hồng thuận nhếch lên. Vừa muốn tiếp tục phát động công kích sắc mặt chợt biến. Không chung hơn 10 mảnh kiếm vỡ chính là bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay ngược trở lại hơn nữa phương hướng chính là nhằm ngay vị trí tiêu viêm. Mảnh kiếm nhỏ phá không bay tới phát ra tiếng rít nhẹ nhẹ so với lúc trước thiết kiếm bay tới. Lực lượng mạnh hơn không ít, bất quá lúc đã bay được một nửa khoảng cách lực đẩy phô thiên cái địa trong dây lát từ trong lòng bàn tay tiêu viêm bạo xuất bụi đất phía dưới bị cuốn lên mịt mù. Hiu, hiu, hiu lực đẩy hung mãnh dễ dàng hóa giải kinh khí trên các mảnh kiếm vỡ, sau đó, hơn 10 mảnh vỡ mạnh mẽ chuyển hướng tốc độ và lực lượng càng thêm hung hãn. Như tia chớp đánh úp về phía nhược lâm đờ sao o sư. Tiểu tử kia quả nhiên có chút bản lãnh. Nhìn tiêu viêm thực lực đấu giả, dĩ nhiên có thể cách không hấp vật cùng phóng vật chính là kỹ năng mà ít nhất là đại đấu sư mới có thể sử dụng nhược lâm đờ sao o sư kinh ngạc hô một tiếng bàn tay trắng nõn rất nhanh kết xuất một cái thủ ấn trước người đấu khí trong cơ thể theo những kinh mạch đặc thù cấp tốc vận chuyển tá lực thủy kính theo tiếng quát nhẹ của nhược lâm đờ sao o sư trong lòng bàn tay lam sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra cuối cùng tại trước người hình thành một cái lam sắc thủy kính hình chứng tá lực thủy kính một loại phòng hộ đấu kỹ phải do người tu tập thủy tính đấu khí mới có thể nắm giữ cấp bậc cũng không cao chỉ là hoàng bậc cao cấp mà thôi bất quá lại cực kỳ thực dụng trên đấu khí đại lục có rất nhiều cường giả tinh thông thủy tính đấu khí phần lớn cũng có thể đấu khí bản thân mạnh mẽ ngưng tụ thủy kính có hiệu quả tá lực kỳ dị thủy kính dày chừng nửa thước ánh mặt trời chiếu vào bị phản xạ bắn ra quang mang hai màu xanh đỏ phốc phốc hơn 10 mảnh kiếm vỡ phá không bay đến đánh lên thủy kính, nhất xuyên thấu, bất quá sau khi tiến vào trong thủy kính. Lại bị luồng nước chảy xiết trong đó đem lực lượng hóa giải đi, đang. Mất đi lực lượng, mảnh kiếm vỡ vừa ra khỏi thủy kính liền vô lực rơi xuống nền đá. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhìn giữa sân giao phong như thiểm điện, mọi người ngoài trận nhất thời ánh mắt đối với tiêu viêm đều kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới người này đứng trước cường giả cấp bậc đại đấu sư dĩ nhiên còn có lá gan chủ động phát ra công kích. Công kích mặc dù không thu được hiệu quả bao nhiêu, bất quá tiêu viêm cũng không có hề oải. Hắn biết nếu không phải chính mình có hấp trường cùng suy hỏa trường diệu dụng phối hợp với nhau đã sớm bị thua bởi thế công quỷ dị của trường tiên. Thân hình bị vây ở không trung không có điểm mượn lực tiêu viêm thân thể nhanh chóng bắt đầu hạ xuống sau ngay lúc tiêu viêm cách mặt không quá hai ba thước, lam sắc trường tiên đang dính dưới mặt đất tựa như độc xà phóng lên, hướng tiêu viêm mà quấn lại. Tay phải gập lại, tiêu viêm nhằm mặt đất phát ra hấp lực thân hình lập tức bị hút xuống. Lần nữa mượn năng lực của hấp trường tránh thoát một kiếp tiêu viêm chân vừa chạm đất liền điểm nhẹ thân thể cong lại lần nữa hướng tới phía trước. Rốt cuộc thì cũng chính thức tiến vào phạm vi công kích mà mình am hiểu nhất. Tiêu viêm cũng không am hiểu sử dụng binh khí hắn thích dùng thân thể chiến đấu, dùng cận thân công kích quyền, đầu, khuỷu tay, chân. Toàn thân mỗi địa phương tự hồ đều có thể trở thành lợi khí giết người, chỉ cần có đủ tốc độ. Hắn liền có thể trong thời gian ngắn đi triển công kích cuồng mãnh như gió bão. Khi đã gần thân thể nhược lâm đờ sao o sư địa tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng. Quyền trảo trưởng cước điên cuồng vãi ra như thiểm điện. Bất quá mỗi lần công kích lại bị đối phương dễ dàng hóa giải toái tâm trường, phách thạch thối, trọng chủ kích thật vất vả mới có được cơ hội điên cuồng công kích. Tiêu viêm cơ hồ là tất cả sở học đấu kỹ hoàn toàn thi triển ra, song hiệu quả đạt được tự hồ là rất nhỏ. Tiêu viêm cảm thấy nhược lâm đờ sao o sư trước mặt thân thể giống như được bao trùm bởi một lớp màng nước trơn láng, mỗi khi công kích của hắn chạm phải đều bị trượt đi một cách quỷ dị. Thành ra đều trở nên vô dụng. Công kích một lần nữa tiêu viêm ánh mắt vừa vặn lướt qua nhãn đồng nhược lâm đờ sao o sư thân thể liền có chút chấn động hắn rõ ràng từ trong nhãn đồng kia tìm ra một nét trêu tức trong lòng nổi lên một tia cảm giác tiêu viêm cước bộ vừa định di động lại hoảng sợ phát hiện dưới bàn chân truyền đến một trận niêm lực đem bàn chân như gắn dính xuống mặt đất không thể động đậy thình lình xảy ra biến hóa làm cho tiêu viêm nhãn đồng có chút co rụt mắt ngước lên nhìn nhược lâm đờ sao o sư gương mặt đang cười nhẹ khóe miệng nhếch lên thân thể không cố di động nữa nắm tay gắt gao nắm chặt cuối cùng dồn hết đấu khí còn lại trong cơ thể nhắm ngay nhược lâm đờ sao o sư xuất một quyền bát cực băng tiêu viêm chợt quát lên một tiếng trên nắm tay gân xanh cổ động đấu khí thâm trầm bao trùm nắm tay cuối cùng mang theo kình khí bén nhọn phá phong hung hăng công kích nhược lâm đờ sao o sư tiêu viêm công kích đột nhiên mạnh lên, làm cho nhược lâm đờ sao o sư trong mắt thoáng hiện lên một nét kinh ngạc ngọc thủ xoay lại, thủy năng lượng khéo léo hiện lên trong lòng bàn tay. Cuối cùng va chạm với nắm tay của tiêu viêm, bùng. Một âm thanh như sấm rền nổ vang trên sân, làm chúng nhân rúng động không thôi. Quyền trưởng rằng co giao tiếp trong nháy mắt nhược lâm đờ sao o sư lui nhẹ ra sau vài bước vẻ mặt tươi cười nhìn tiêu viêm khẽ nói, xem ra ngày nghỉ của ngươi, tự hồ không lấy được A à thân thể kịch liệt run rẩy vài cái. Tiêu viêm sắc mặt có chút trắng bệch vừa đem kình lực hóa giải đi, lại phát hiện nguyên lai chính mình trong lúc bất cẩn đã dẫm lên vũng nước do lam sắc trường tiên tạo ra. Khó trách ta vừa rồi công kích như thế nào nàng cũng không hoàn thủ, nguyên lai là để dẫn dụ ta vào bẫy dập đã bố trí sẵn hồi tưởng lại một màn lúc trước tiêu viêm liền hiểu được ý đồ của nhược lâm đờ sao o sư nàng chính là đang nghĩ biện pháp đem tốc độ tránh né của mình áp chế xuống nữ nhân này cũng không phải đơn giản a à, dùng sức cố nhấc chân nhưng đối với thực lực tiêu viêm lúc này như thế nào có thể thoát ly khỏi bẫy dập được một gã đại đấu sư bố trí tỉ mỉ a à, tiêu viêm hết thảy đều kết thúc nga một đòn cuối cùng cười khanh khách nhìn tiêu viêm sắc mặt cấp tốc biến ảo nhược lâm đờ sao o sư ôn nhu cười bàn tay trắng nõn quơ nhẹ lam sắc trường tiên liền quấn lấy cánh tay ngọc ngà bàn tay nắm chặt xà khẩu trên lam sắc trường tiên nhược lâm đờ sao o sư đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lam sắc đấu khí từ trong trường tiên mạnh mẽ tuôn ra lam sắc năng lượng tuôn ra như thác đổ giữa không trung bốc lên không ngớt một lát sau đã ngưng tụ thành một thủy xà cực lớn đang quay cuồng ước chừng dài đến ba bốn thước thủy xà ngửa mặt lên trời rít gào không có tiếng động chỉ có những giọt nước thật lớn từ trên thân thể đập xuống mặt đất ướt đẫm rít gào một trận thủy xà dưới khống chế của nhược lâm đờ sao o sư đích mang theo uy thế kinh khủng phô thiên cái địa hướng về phía tiêm viêm đang bị vây cứng mà đánh tới nhìn thủy xà thật lớn xoay quanh giữa không trung nhất thời mọi người xung quanh thất thanh kinh hô huyền bậc trung cấp đấu kỹ thủy mạn đà la trời ạ à, đạo sư dĩ nhiên đem chiêu này thi triển ra xem ra tiêu viêm tiểu gia hòa kia lần này phải chịu khổ không nhỏ tuyết ni lắc đầu sợ hãi than ánh mắt đồng tình hướng tới tiêu viêm đang bị đóng tại chỗ không thể động đẩy đạo sư đây là cấp cho tên kia một cái uy lấy cái tính tình kiệt ngạo ngoan cố của hắn nếu không hào hào chấn nhiếp một phen, sợ rằng sau này đạo sư thật có chút khó quản giáo tiêu ngọc bất đắc dĩ thở dài nói, liếc mắt một cái đã nhìn ra mục đích của nhược lâm đờ sao o sư. Mặc dù nhược lâm đờ sao o sư sử dụng huyền bậc trung cấp đấu kỹ, bất quá tiêu ngọc cũng không quá lo lắng, nàng biết nhược lâm đờ sao o sư cũng không thật sự đả thương tiêu viêm. Nếu không với thực lực của nàng mà thi triển thủy mạn đà la, sao lại chỉ có chừng đó điểm thanh thế? Lúc đầu tại học viện Tiêu Ngọc từng may mắn nhìn thấy qua nhược lâm đờ sao o sư toàn lực sử dụng thủy mạn đà la lúc ấy đấu khí ngưng tụ ra thủy xà chính là dài có hơn 7-8 thước. Lúc này đây so ra đã thu nhỏ lại rất nhiều. Mắt lạnh nhìn tiêu viêm lâm vào khốn cảnh là bố khóe miệng cười lạnh nhìn có chút hả hê. Trong lòng hung tợn nguyền rủa hắn tốt nhất chết luôn dưới công kích nhược lâm đờ sao o sư này. Giữa sân thủy xà thật lớn hướng tiêu viêm đập xuống phong áp thật lớn đem quần áo tiêu viêm ép chặt vào thân thể trên đỉnh đầu truyền đến kinh khí cường đại làm cho tiêu viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi đại đấu sư thực lực quả nhiên kinh khủng nàng bây giờ sợ rằng ngay cả một nửa thực lực cũng chưa đem ra mà mà bản thân bây giờ có thể nói là sơn cùng thủy tận rồi chậm rãi ngẩng đầu tiêu viêm nhìn thủy xà trong ánh tà quang hiện lên vẻ dữ tợn đôi mắt từ từ nhắm lại Miệng cười khổ nhẹ giọng nói, "Ai, Dược lão, ra tay đi, đại đấu sư, đích xác là ta lúc này không có khả năng chống cự." "Hắc hắc, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng biết, thực lực bây giờ của ngươi trong mắt cường giả chân chính kỳ thật cũng chẳng đáng quan tâm phải không?" "Con đường của cường giả, ngươi vẫn chỉ vừa mới bước được bước đầu tiên mà thôi." Âm thanh già nua thản nhiên từ trong lòng Tiêu Viêm chậm rãi vang lên, đích xác rất mạnh. Tiêu Viêm gật gật đầu nắm tay đột nhiên nắm chặt ánh mắt híp lại xuyên thấu qua thủy xà trong suốt, nhìn chằm chằm ôn nhu mỹ nhân đang cười khanh khách xa xa, bất quá ta tin tưởng, ngày sau ta so với nàng sẽ còn mạnh hơn oanh. Thủy xà cuối cùng đã phóng tới đỉnh đầu, hung hăng nện lên thân thể Tiêu Viêm, nhất thời mặt đất chấn động, bọt nước phóng lên cao tung tóe. Nhìn màn hơi nước mơ hồ bao phủ, Nhược Lâm Đờ Sao O sư mỉm cười. Dựa theo lực độ mà nàng tính toán, công kích lần này đủ để làm cho Tiêu Viêm hôn mê đi, Ngọc Nhi, đưa hắn ra đi. Tại trong nước lâu dài sẽ xâm bào thân thể, đối với thân thể không. Nhược Lâm Đờ Sao O sư quay đầu đi, đối với Tiêu Ngọc Ôn Nhu nói, song còn chưa có nói xong, khuôn mặt xinh đẹp chợt biến đổi. Chậm rãi quay đầu, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú vào hơi nước tràn ngập giữa sân. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập mảnh sân nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng đột nhiên từ trong màn hơi nước vang lên. Thân ảnh cao lớn của thiếu niên chậm rãi hiện lên, cuối cùng đứng trên sân nhìn Nhược Lâm Đờ Sao O sư đối diện sắc mặt khiếp sợ, thiếu niên gãi gãi đầu, cười nói, "Nhược Lâm Đờ Sao O sư, xin lỗi." Xem ra một năm ngày nghỉ này, tựa hồ chạy không thoát a, à, nhìn thiếu niên vẻ mặt tươi cười bước ra từ trong làn hoi nước, mọi người khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh sợ nhìn tiêu viêm đang đứng dưới màn hơi nước xong quần áo vẫn không có chút điểm ướt nhược lâm đờ sao o sư gương mặt khiếp sợ chậm rãi thu liễm lần nữa liếc mắt thật sâu nhìn thiếu niên đang mỉm cười ôn nhu nói tiểu tử ngươi quả nhiên có chút bản lãnh ta thật đã đánh giá sai ngươi hắc hắc may mắn mà thôi nếu là đạo sư nguyện ý sử dụng toàn lực ta khẳng định không đỡ được quá ba hiệp gãi gãi đầu tiêu viêm cười nói nếu đối phó một gã tân sinh mới tứ tinh đấu giả còn muốn dụng toàn lực người nghĩ ta làm sao có thể ở lại học viện chứ nghe vậy nhược lâm đờ sao o sư mắt trắng giã liếc tiêu viêm một cái sẵn giọng người đã đạt được điều kiện một năm ngày nghỉ kia liền cho ngươi đi ai than nhẹ lắc đầu nhược lâm đờ sao o sư có chút bất đắc dĩ nói hiển nhiên tiêu viêm mặc dù đặt điều kiện nhưng bắt nàng phê chuẩn một năm ngày nghỉ nàng vẫn như cũ có chút không tình nguyện hắc hắc đa tạ nhược lâm đờ sao o sư thành toàn Nghe vậy tiêu viêm trong lòng nặng nề thở dài một hơi. Trên khuôn mặt tràn ngập mừng rỡ. Ai, người khác đều mong ước có thể ở tại học viện càng lâu càng tốt. Người cái tên tiểu quái vật lại muốn xin nghỉ dài như vậy thật sự là làm cho người ta đau đầu sau khi quay về học viện. Vì cái kỳ nghỉ này của ngươi mà ta còn phải bận rộn một trận đây. Nhìn tiêu viêm bộ dáng hưng phấn, nhược lâm đờ sao o sư cười khổ nói. Tiêu viêm xấu hổ cười cười nhưng vẫn bảo trì trầm mặc cái loại sự tình này hắn cũng không nghĩ muốn nhiều lời. Tốt lắm, hôm nay chiêu sinh đến đây chấm dứt đi, còn lại 7 ngày thời gian. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chiêu sinh. Nhìn tiêu viêm không có ý giải thích nhược lâm đờ sao o sư đành bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi trường tiên ôn nhu nói. Tiêu viêm có chút gật gật đầu. Tới hiện tại, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng đã buông đi. Hiện tại mọi việc ở ô thản thành không sai biệt lắm đều đã giải quyết chỉ cần chuẩn bị 2-3 ngày hắn đã có thể yên tâm tùy theo dược lão mà xuất môn du hành lịch lãm. Đạo sư, trong thời gian ở ô thản thành này, hay là đến tiêu gia chúng ta ở lại đi, nhìn nhược lâm đờ sao o sư chuẩn bị xoay người trở về tiêu ngọc vội vàng chạy lên lôi kéo cánh tay của nàng. Cười duyên nói, đến tiêu gia, có chút sửng sốt, nhược lâm đờ sao o sư lông mày khẽ nhướng trần chờ nói, già nam học viện tại ô thản thành cũng có chỗ tiếp đãi đặc biệt. Hơn nữa đi tiêu gia có thể có chút quấy giày a a a. Không sao cả, có thể tiếp đón đạo sư của già nam học viện chính là phúc khí của tiêu gia chúng ta. Ta nghĩ nếu biết nhược lâm đờ sao o sư nguyện ý làm khách của tiêu gia. Tiêu gia trên dưới sẽ thật cao hứng a chậm rãi đi lên tiêu viêm mỉm cười nói. Là học viện nổi tiếng trên đấu khí đại lục. Già nam học viện tại gia mã đế quốc có ảnh hưởng cực lớn nói đến thực lực cho dù là mễ đặc nhĩ phách mại chàng so với học viện cũng có khác biệt rất xa là một thế lực siêu cường già nam học viện đối với các thế lực ở ô thản thành không nghi ngờ sẽ là một loại tâm thái coi thường mà biểu hiện rõ ràng chính là hàng năm đội ngũ chiêu sinh rất ít cùng các thế lực ở ô thản thành quan hệ dừng nói chi đến việc tiếp nhận lời mời mà trực tiếp đến ở trong gia tộc hơn nữa dưới tình huống này các thế lực cũng phi thường tự biết mình bọn họ hai bên chênh lệch như thế, ngươi chẳng lẽ còn muốn hy vọng những cường giả này đối với ngươi khách khí có lễ sao? Cũng vì loại tư tưởng này, các thế lực ở khắp Ô Thản Thành cũng không đến nỗi ấm đầu mà trường mặt ra. Cho nên đối với đội ngũ chiêu sinh của Già Nam Học Viện cũng đều duy trì thái độ kính nhi viễn chi, cũng không có dũng khí trêu chọc hay mặt dày mà đi cầu quan hệ. Miễn cho cuối cùng bị người ta cười nhạo. Hơn 10 năm sống ở Ô Thản Thành, Tiêu viêm tự nhiên phi thường minh bạch đội ngũ chiêu sinh của già nam học viện thuộc về loại siêu thế lực nào. Nếu như có thể làm cho nhược lâm đờ sao o sư vào ở tiêu gia. Như vậy tiêu gia tại ô thản vốn đã hùng mạnh sẽ nhân cơ hội này bước lên thêm một tầng thậm chí có thể sẽ không yếu hơn mễ đặc nhĩ phách mại chàng Lấy thân phận đặc thù của nhược lâm đờ sao o sư đừng nói là vào ở tiêu gia chỉ cần tùy tiện cùng một tiểu thế lực biểu hiện ra vài phần hảo cảm sợ rằng đến ngày thứ hai cái tiểu thế lực vốn không ai biết tên kia cũng sẽ cảm nhận được cái tư vị bị quấy dày của sự nổi tiếng. Mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, bất quá dù sao trong tay nhược lâm đờ sao o sư nắm giữ cơ hội có thể tiến vào giá nam học viện. Đối với những người mong muốn hài tử trong gia tộc có thể nhanh chóng tiến vào mà nói chỉ cần có bất kỳ một điểm cơ hội nào cũng không dễ dàng buông tha cho. Cho nên, chỉ cần nhược lâm đờ sao o sư tiếp nhận yêu cầu của tiêu viêm trú tại tiêu gia, như vậy các thế lực ở ô thản thành đều sẽ muốn xuất ra vài phần lấy lòng đối với tiêu gia. Một đoạn thời gian trước tiêu gia chữa thương bạo lợi đã quá mức hùng hậu, hiện tại nếu có thể làm cho nhược lâm đờ sao o sư biểu hiện ra hào cảm đối với tiêu gia. Như vậy một số vấn đề phát sinh từ sự phát triển quá độ của tiêu gia một đoạn thời gian trước cũng sẽ được giải quyết một cách hoàn mỹ chỉ là tạm thời ở lại vài ngày đã có thể mang đến cho tiêu gia nhiều chỗ tốt như vậy, cho nên khó trách tiêu viêm cũng không phí công mà kiệt lực đề cử. Nghe được tiêu viêm mở miệng nhược lâm đờ sao o sư cái miệng nhỏ hồng khẽ nhách. Bằng kinh nghiệm tự nhiên có thể biết thân phận của nàng tại ô thản thành có giá trị như thế nào, chiếu theo lẽ thường mà nói. Chiêu sinh đạo sư bình thường sẽ không chú ý đến các loại thế lực này. Bất quá hiện tại tiêu viêm tự mình mở miệng lại làm cho nhược lâm đờ sao o sư không thể cự tuyệt. Tiểu tử này có thể nói là đệ tử có tiềm lực cao nhất của già nam học viện trong gần trăm năm nay, nàng cũng sẽ không tùy tiện phớt lời ý kiến của hắn. Nếu không một khi tiểu gia hỏa này phát khí mà chạy, nàng thật khó có thể tìm thêm được một đệ tử kiệt xuất như vậy. Lông mày nhíu lại trầm ngâm chốc lát nhược lâm đờ sao o sư nhẹ gật gật đầu cười khanh khách được rồi, vậy liền đến quấy giày tiêu ra mấy ngày đi. Nhìn thấy nhược lâm đờ sao o sư gật đầu đáp ứng tiêu ngọc mặt ngọc liền phấn khởi. Cười hì hì ôm lấy thân hình mềm mại mảnh mai kia. Là bố, người cùng qua lạt bọn họ về trước chỗ tiếp đãi đi, ngày mai tiếp tục tới đây, nhớ kỹ, không nên gây thêm chuyện cho ta. Sùng nịch vỗ vỗ đầu tiêu ngọc, nhược lâm đờ sao o sư nghiêng đầu phân phó đám người la bố ở chỗ lều vải. Ân, khuôn mặt khô khốc gật gật đầu nhìn bóng lưng đám nữ tử cười duyên đùa giỡn từ từ đi xa là bố bất đắc dĩ lắc đầu tiêu ngọc không yêu cầu bọn họ bọn họ tự nhiên cũng không có mặt mũi mà cường hoành theo sau cho nên đã không có mỹ nhân tương bồi chúng nam sinh đều đành phải uể oải thu thập đồ vật này nọ sau đó toàn thân vô lực giải tán khỏi sân sau khi nghe được nghe được tin tức chiêu sinh đạo sư của già nam học viện đi tới tiêu gia Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão đang thương nghị trong phòng nghị sự nhất thời sừng sốt sau một lát đều là vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi nhìn nhau liếc mắt một cái. Vội vàng chạy ra đại sảnh đến đại môn của gia tộc vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa đón chúng nữ từ tiếu lệ dẫn vào tiêu gia. Dưới sự giới thiệu của tiêu viêm, song phương rốt cuộc đã nhận thức được sơ bộ mà sau khi biết mục đích đám người nhược lâm đờ sao o sư tới đấy để chú lại tiêu chiến không chút do dự luôn miệng đáp ứng lập tức sai người về hậu viện chuẩn bị phòng chống, hành động lưu loát dứt khoát như vậy. Cũng làm cho đám người nhược lâm đờ sao o sư hảo cảm không ít. Trong gia tộc đột nhiên có thêm một nhóm nữ đệ tử già nam học viện dung mạo tú lệ. Làm không khí trong tộc nhất thời náo nhiệt hơn rất nhiều. Không ít tộc nhân trẻ tuổi đều lưu lại ánh mắt không ngừng đảo qua trên người chúng nữ sinh. Hơn nữa còn vây quanh chúng nữ không ngừng hỏi này hỏi nọ làm tiêu viêm nhìn đến đố kỵ. Bóng đêm từ từ phủ xuống, làm chủ nhà tiêu gia tự nhiên xuất ra đãi ngộ cao cấp nhất mà sau buổi cơm tối nhìn thấy mọi người chuyện trò hào hứng, tiêu viêm mệt phờ, liền lấy cớ chuồn về phòng mình. Sau đó toàn thân mềm nhũn nằm trên giường. Hôm nay cùng nhược lâm đờ sao o sư một trận chiến đấu tuy nói cuối cùng có dược lão tương trợ nhưng cũng làm cho thể xác và tinh thần hắn uể oải. Nắng sớm rực rỡ chiếu qua cửa sổ đem căn phòng tỏa sáng trên giường thiếu niên mắt nhắm mắt mở mông lung ngồi dậy sừng ra một lát rồi mới ngáp ngắn ngáp dài mà bỏ xuống giường rửa mặt đơn giản qua dược lão chúng ta lúc nào động thân a à, trà trà chén trà tiêu viêm thuận miệng dò hỏi đợi ngươi chuẩn bị một chút đã nước uống lương khô lều vải khô trùng tán hạ cấp dược liệu cùng với một ít đan dược chữa thương hồi khí đều không thể thiếu trong tu hành người hãy chuẩn bị chu đáo đi có lẽ sẽ trải nghiệm cuộc sống thâm sơn không ít thời gian đâu dược lão hư ảo đột ngột xuất hiện tại bên cạnh bàn thản nhiên nói hắc hắc ta rất chờ mong đem quần áo nhanh chóng mặc vào người tiêu viêm cười nói nhìn bộ dáng tiêu viêm nóng lòng muốn thử dược lão nhíu mày nhẹ giọng nói từ trước đến giờ người chưa từng kinh nghiệm qua quyết đấu sinh tử tiềm lực của con người chỉ có lúc tính mạng bị uy hiếp mới có thể giống như núi lửa mà bộc phát nếu người cứ như trước kia không trải qua ma luyện sinh tử sợ rằng vĩnh viễn khó có thể trở thành cường giả chân chính thiên phú tu luyện người cũng không khiếm khuyết cái người thiếu lúc này chính là thiết và huyết tùy ý bắt lấy một chén trà dược lão liếc mắt nhìn tiêu đang chậm rãi mặc quần áo thản nhiên nói chỉ có thành công trải qua ma luyện máu tanh người mới có thể chính thức trưởng thành tiêu viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt khuôn mặt tươi cười nhìn dược lão ta tin tưởng bản thân có khả năng vượt qua tự tin như thế là tốt rồi dược lão cười khẽ gật gật đầu hắn cũng rất hài lòng với sự tự tin của tiêu viêm hắc hắc bất quá sư phụ ngươi lần trước nói tới cái đấu kỹ kia lúc nào dạy cho ta tiêu viêm cười hắc hắc tiến lại gần vẻ mặt thèm thuồng cười hỏi hắn đối với đấu kỹ này xem như đã mong chờ khá lâu nghiêng mắt liếc nhìn tiêu viêm đang cười tủm tìm Dược lão khuôn mặt già nua dơ lên khởi một nét thoáng hiện trêu tức yên tâm đi, nếu đã nói sẽ dạy cho người ta đây cũng sẽ không nuốt lời, chờ sau khi rời khỏi ô thản thành. Hác hác, người cứ chậm rãi mà học đi. Nhìn dược lão bộ dáng này, tiêu viêm trong lòng nhất thời thoáng qua cảm giác bất an, cười khan hai tiếng, không nói nhảm nữa. Đem tất cả đồ vật này nọ cất vào trong ngực, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài lúc này đám người nhược lâm đờ sao o sư đã đi đến khoảng sân rộng ngày hôm qua tiến hành việc chiêu sinh hôm nay cho nên trong gia tộc cũng vắng vẻ hơn tùy ý rẽ qua mấy cái ngõ nhỏ tiêu viêm nghênh ngang tiêu sái bước ra đại môn vừa nhìn ra ngoài cửa chính là giật mình sửng sốt chỉ thấy bên ngoài đại môn lúc này đã đã chật ních xe cộ trên những cỗ xe ngựa hoa lệ có gắn lên không ít huy chương từ những huy chương này tiêu viêm có thể nhận ra đây đều là những thế lực có thực lực không kém ở ô thản thành sách sách bọn người kia tin tức thật là nhanh sợ hãi than lắc đầu tiêu viêm lần nữa chứng kiến chiêu sinh đạo sư của già nam học viện ở ô thản thành có được thực lực hùng mạnh cỡ nào ánh mắt tùy ý lướt qua tiêu viêm sau đó cũng không để ý tới những người này nữa trực tiếp nghênh ngang rời đi ngã tư đường cũng là vì việc già nam học viện đến chiêu sinh mà trở nên náo nhiệt cực kỳ tiêu viêm chậm rãi bước tới phách mại chàng ở trung tâm thành, khi sắp tới, vẫn như cũ khoác lên người một chiếc áo choàng màu đen. Lúc này mới yên tâm đi tới phòng đấu giá so với ngày thường càng thêm náo nhiệt. Nhã phi yêu nhã ngồi ở ghế, chân phải khoát trên chân trái. Phía dưới sườn xám thật dài lộ ra cặp đùi trắng toát mê người. Lúc này nhã phi ngọc thủ đang cầm một trang giấy thật dài, một lát sau mới xem hết tài liệu khuôn mặt quyến rũ thoáng hiện lên một nét kinh dị, ngẩng đầu nhìn hắc bào nhân bên cạnh, ngạc nhiên nói, tiêu viêm đệ đệ, người thế nào lại cần nhiều vật tư giã ngoại như vậy? Chẳng lẽ chuẩn bị xuất hành đi xa? Ân, ta đây vài ngày nữa phải rời khỏi ô thản thành, có lẽ. Một hai năm sau mới có thể trở về. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, tiêu viêm khẽ cười nói. Một hai năm, nghe vậy, nhã phi lần nữa sừng sốt cả kinh nói, sao lại lâu như vậy? người chuẩn bị làm gì thế a à, à ta hiện tại cũng đã thành niên cho nên muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cứ chui giúp ở ô thản thành như vậy ta thật không mong muốn tiêu viêm thản nhiên cười nói ai bằng vào thiên phú tu luyện của ngươi nếu vẫn ở lại ô thản thành cũng đích xác khó có thể trở thành cường giả chân chính gật gật đầu nhã phi nhẹ giọng nói vị thần bí luyện dược sư kia cũng sẽ đi cùng ngươi chứ chầm mặc một hồi nhã phi hỏi Ân, hắn là sư phụ của ta. Khó trách, gật đầu chợt hiểu. Nhã phi liếc tiêu viêm một cái thật sâu, trầm ngâm nói, vậy ngươi. Cũng có thể xem như là một gã luyện dược sư rồi. Tiêu gia chữa thương dược, là do chính tay ta luyện chế. Tiêu viêm lần này cũng không có nửa điểm giấu giếm. Cười nói, a à, a, à, cốc ni thúc thúc từ trình độ luyện chế ngưng huyết tán cũng tìm ra được chút manh mối. Chỉ là hắn không biết quan hệ của ngươi cùng tên luyện dược sư kia. Cho nên cũng không có đoán được là từ ngươi mà ra. Nhã phi đối với lời này của Tiêu Viêm cũng chỉ bình thản gật gật đầu mà không có biểu hiện kinh ngạc nhiều lắm. Hiển nhiên nàng trước đó cũng đã đoán ra được chút ít. Phiền toái giúp ta đem vật tư chuẩn bị cho tốt, cần tiền thì cứ khấu trừ trong tạp phiến, đừng cự tuyệt. Ta cũng không muốn thiếu nợ ân tình của các ngươi. Từ trong lòng móc ra kim sắc tạp phiến, Tiêu Viêm đưa cho Nhã phi, trong tạp phiến có 40 vạn kim tệ tất cả đều là khoản lời được chia từ chữa thương dược mà tiêu gia bán được. Được rồi, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, nhã phi đành phải tiếp nhận tạp phiến, phất tay gọi tới một thị nữ. Đem tạp phiến cùng danh sách giao cho nàng, phân phó nhanh chóng đi làm việc. Ta đi rồi, hy vọng mễ đặc nhĩ phách mại chàng có thể chiếu cố tới tiêu gia nhiều hơn. Ngày sau nếu nhã phi tỷ cần sự trợ giúp tiêu viêm nhất định sẽ không trì hoãn ngẩng đầu nhìn vưu vật quyến rũ trước mắt tiêu viêm mỉm cười nói a a à, ngươi đã kêu ta một tiếng nhã phi tì ta chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà cự tuyệt hơn nữa với một gã luyện dược sư tiềm lực vô hạn tì tì ta cũng chỉ biết kiệt lực lấy lòng a à, tiêu viêm một tiếng xưng hô so với ngày xưa nhiều hơn vài phần thành ý làm cho nhã phi đôi mắt hẹp mê người cong lên vui vẻ ngọc thủ nâng cầm nhãn đồng nhìn chằm chằm thiếu niên khuôn mặt thanh tú lộ ra dưới hắc bào lông mi thon dài run rẩy nhẹ chớp chớp nét quyến rũ mê hồn nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp thành thục âm thanh tê dại hấp dẫn làm cho tiêu viêm trong lòng run rẩy cười khổ lắc đầu nữ nhân này quả thực chính là vưu vật trời sinh chuyên câu dẫn nam nhân nếu là đổi lại là một địa phương không người cũng một nam nhân định lực kém hơn một chút sợ rằng sớm đã không nhịn được dục hỏa trong lòng đem nàng mạnh mẽ đặt trên mặt đất mà xxxabc abc cái này chắc ai cũng biết a à, a à, không đùa với ngươi nữa dưới hắc bảo tiếng hít thở thoáng có chút dồn dập làm cho nhã phi môi hồng hiện lên một nét cười đắc ý nàng rất thích làm cho vị thiếu niên lãnh tĩnh có chút quá phận này tại trước mặt nàng lộ ra cái ngây ngô cùng thẹn thùng vốn nên có tiêu viêm đệ đệ ta rất chờ mong khi ngươi trở lại ô thản thành sẽ đạt tới cái loại cấp bậc nào. Trên ngọc dung nét cười quyến rũ đột nhiên thu lại. Nhã phi nhẹ giọng nói. Ta cũng rất chờ mong. Mỉm cười tiêu viêm ngẩng đầu nhìn thị nữ đang bước nhanh tới bên ngoài tấm màn chậm rãi ngồi dậy khoát tay áo cười nói ta đi. Cuối cùng cũng phải một lần cáo biệt ngươi tại đây. Uyển chuyển động thân, nhã phi cười tủm tìm đứng trước người tiêu viêm, nhìn thiếu niên đã quen biết một hai năm. Mặc dù giữa hai người quan hệ phần lớn là hợp tác tính toán, bất quá đối với thiếu niên lãnh đạm nhỏ hơn mình vài tuổi này, Nhã Phi trong lòng lại cảm thấy có một loại yêu thích. Cũng không giống như là tình cảm nam nữ, ngược lại rất giống một loại tình cảm tỷ đệ. Vườn ngọc thủ, Nhã Phi nhẹ nhẹ vỗ bà vai tiêu viêm, trong nhãn đồng linh động thoáng một chút quan tâm, bảo trọng. Mắt ngẩng lên. Tiêu viêm bình tĩnh nhìn vị đại mỹ nhân tại ô thản thành cơ hồ không người nào không biết này, đột nhiên khẽ cười tiến lên cánh tay vươn ra đột ngột ôm lấy vòng eo mê người cánh tay ôm lấy vòng eo hoàn mỹ mà không biết bao nam nhân ở ô thản thành thèm thuồng tiêu viêm có thể cảm nhận được lúc hắn ôm nhã phi thân thể nàng chợt hơi cứng lại một lát sau mới có thể hồi phục nhu nhuyễn ngẩn ngơ đứng một chỗ nhã phi bị động tác cáo biệt đặc thù của tiêu viêm làm cho mặt ngà ửng hồng Bất quá cũng may tiêu viêm vẫn không có manh động thêm một bước nữa, nếu không nàng thật đúng là tưởng rằng tiểu gia hỏa này có phải hay không sắc tâm đột nhiên nổi lên, nhã phi tỷ bảo trọng. Ta biết thân phận của ngươi hẳn không chỉ là một thủ tịch phách mại sư, bất quá ta vẫn muốn phi thường cẩn thận nhắc nhở một câu. Đặt cầm lên vai nhã phi, tiêu viêm hít lấy hương thơm nhàn nhạt, nhạt tỏa ra từ cơ thể nàng, khóe miệng nổi lên một nét trêu tức sau này nghìn vạn lần không nên để nam nhân khác ôm ngươi như vậy bởi vì trừ ta ra. Nam nhân khác lúc ôm ngươi trong đầu khẳng định là nghĩ cách làm thế nào để đem ngươi lên giường. Nghe vậy, nhã phi ngẩn ra, mặt ngọc chợt hiện lên một tầng ửng đỏ mê người, sẵn giọng Tiểu tử kia cũng dám giễu cợt ta, ta sợ rằng chỉ ngươi mới là nghĩ như vậy. Ha ha, cười lớn hai tiếng, tiêu viêm cũng không tham luyến vòng eo mềm mại trong tay nữa. Không chút lưu luyến thu hồi, bàn tay dơ dơ lên, trực tiếp xoay người bước đi. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn nhã phi tỷ hẹn gặp lại. Một năm sau gặp lại, cười khẽ một tiếng tiêu viêm đi tới bên cạnh thị nữ lúc này bởi vì động tác thân mật của hắn cùng nhã phi mà trợn mắt há hốc mồm. Cười tủm tìm lấy kim sắc tạp phiến cùng hai cái giới chỉ nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó cũng không quay đầu lại bước thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng từ từ biến mất tại chỗ rẽ. Nhã phi trên mặt ửng đỏ mới từ từ lặn xuống, ngọc thủ vút nhẹ chỗ tiêu viêm chạm vào, tựa hồ có một luồng nhiệt ấm áp lưu lại. Cảm giác khác thường làm cho đầu ngón tay nhã phi cảm thấy tê dại. Thật đúng là cái tiểu tử sắc đảm bao thiên, bất quá ta thật sự rất chờ mong ngươi trở về, đồng bọn hợp tác tốt như vậy. Ta cũng không muốn mất đi, hơn nữa. Ta cũng rất tò mò, lúc trở về, ngươi có thể leo lên đến mức độ nào thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau